các bạn nhá, hôm nay Hải đang có mặt tại thác Lưu Ly mọi người ạ. Bây giờ Hải đang ngồi trên đầu thác mọi người nhé. Tí nữa Hải sẽ xuống dưới thác Lưu Ly để quay cho mọi người cùng xem mọi người ha. Để mọi người xem xung quanh đằng sau Hải kìa, nước chảy rất là mạnh luôn mọi người ạ. Ok, let's go, bây giờ đi mọi người nhá. Chảy xuống dưới này là thác ở dưới này. Bây giờ Hải sẽ quay cho mọi người xem ha. Đây là dòng nước ở trên đầu thác mọi người nhé. Đây là mùa mưa ấy mọi người. Mùa mưa là cho nên là thác này rất là nhiều nước luôn. Đây nó chảy xuống dưới này mọi người. Bây giờ Hải sẽ qua bên kia để quay cho mọi người cùng xem nhé. Bây giờ Hải sẽ đi vô thôi, đứng trên này sợ quá. Đây là thằng em nè mọi người, thằng em đồng hành đi thác Lưu Ly cùng Hải chơi mọi người ơi. Ở đây có một chiếc xe du lịch họ về đây chơi mọi người, có chiếc ô tô kìa. Đây là con đường đi xuống thác mọi người nhé. Đây là có cây đa rất to mọi người ạ. Đây có cái bảng hướng dẫn đi thác nhưng mà cái nó họ đập bể hết rồi mọi người. Còn bây giờ mọi người cùng Hải đi xuống dưới thác để khám phá khu du lịch nơi này mọi người nhé. Đây cái thác bên kia nước chảy kìa mọi người. Chị em xuống đây mấy cái thác đẹp, em xuống để quay phim chụp hình mà đi sợ về sớm đấy anh. Đừng có quay làm gì nhá. Hả? Đừng có quay anh làm gì. Anh em không quay anh đâu. Em chỉ quay thác thôi. Nước nhiều hôm nay xuống nước trong vắt đẹp lắm. Vâng, bây giờ vào mùa mưa chắc thác đẹp lắm anh nhỉ. Ở đây mà có bạn gái dắt đi chơi nữa là đi chung nữa là hơi bị tuyệt vời luôn mọi người ha. Rồi bây giờ Hải xuống dưới này, sắp đến cái chân thác này mọi người. Bây giờ đi xuống khoảng vài mét nữa thôi là sẽ vào ở dưới chân thác. Wow, ở đây có những cái quả gì mọi người này, cái quả gì vàng vàng mọi người. Không biết có ăn được không mọi người nhỉ? Phải dừng á.
giữa chân thác để quay cho mọi người cùng xem. Đi xuống hết cái bậc thang là đến mọi người ạ. Wow, bây giờ đã đến nơi mọi người cùng Hải xem nhá. Wow, đẹp không mọi người ơi? Rất là đẹp mọi người ha. Mọi người thấy có đẹp không ạ? Một cái thác thiên nhiên ở đây rất là đẹp. Cái này cũng cao cũng khoảng có 30-40 mét mọi người ha. Nhìn ở dưới lên rất là, nhìn ở dưới lên cũng khá cao đấy mọi người ạ. Mùa khô thì thác này ít nước lắm mọi người ạ, thì muốn đi tham quan ngắm cảnh thì đi vào mùa mưa thác nó đẹp hơn. Wow, xuống đây mát quá mọi người ạ. Tại vì cái nước ở trên nó chảy xuống tạt xuống tạo thành cái sương mù giống như là trời mưa phùn đấy mọi người. Rất là mát. Xung quanh toàn là rừng. Mai mốt mà họ ở đây mở thành cái khu du lịch thì chắc là cũng đẹp lắm mọi người ạ. Wow, nơi này dành cho những bạn đi chơi giống như mình như này, đi chơi rồi chụp những tấm hình làm kỷ niệm để post lên Facebook cũng đẹp hết chứ mọi người ha. Đẹp quá mọi người ơi.